Cô gái ăn mặc phản cảm chụp ảnh sống ảo trốn cửa Phật khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Theo chủ video chia sẻ, vừa qua cô có ghé thăm một ngôi chùa ở Phan Giang. Tuy nhiên, lúc tiến tới tòa nhà chính của chùa thì đập ngay vào mắt cô gái là hình ảnh khiến cô nghĩ rằng mình đang đi lạc vào nơi check-in sống ảo nào đó. Trên bậc thang xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc trông khó coi vô cùng. Cô ta diện một chiếc áo crop top dạng lưới khoét rất sâu. Thậm chí chiếc áo chỉ ngắn vừa đủ để che hết phần ngực. Đáng chú ý hơn, phần thân dưới của người phụ nữ là một chiếc váy xẻ tà cao đến hết phần bắp đùi trên, che vừa vặn vùng kín. Đến cả người bạn đi cùng với cô cũng diện một chiếc váy 2 dây ôm sát người, khoác bên ngoài là một chiếc áo trắng rất mỏng. Cả hai người mải mê chụp ảnh sống ảo bất chấp ánh nhìn của những người đang có mặt ở đó. Cô gái chứng kiến cảnh tượng khó coi này đành phải chạy đi xung quanh để tìm người làm việc ở chùa hỏi thăm câu chuyện. Tuy nhiên, sau khi nghe ông chú quét dọn sân chùa nói rằng đã chỉ cho họ bảng quy định nhưng họ vẫn mặc kệ, thì cô nàng há hốc mồm, cạn lời hết sức. Cộng đồng mạng sau khi xem hết video cũng vô cùng phẫn nộ với cách hành xử vô văn hóa của hai người phụ nữ kia. Rồi là đi chùa hay đi tắm biển vậy bạn ơi? Bà này đi chùa chắc chắn cầu cho có được đạo đức và cho mắt thấy đường để đọc được chữ này mọi người. Tội nghiệp, mọi người thông cảm cho những khiếm khuyết về não của cô ấy nha. Chỉ cần đi chùa mà mặc váy thôi là mình đã ghét rồi, dài hay ngắn gì cũng như nhau. Não để trưng bày hay gì mà ăn mặc kiểu vậy đi tới chốn linh thiêng. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong đoạn video trên? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.